Thân mến chào các bạn. Tuần vừa rồi Peter có làm một cái video chia sẻ các bạn cách kiểm tra cái dây sên và thay cái dây sên mình để mà cho nó tốt cái bộ đạp của mình. Sau một thời gian mà mình đạp nhiều á, cái dây sên mình nó sẽ bị giãn ra, và nếu mà mình không thay nó đó thì nó sẽ mau làm mòn cái bộ đạp của mình. Thì trong cái video đó, sau khi mà Peter bỏ lên trên YouTube thì cũng có một bạn vô comment một cái câu như sau. Để Peter đọc nguyên cái câu của bạn đó rồi Peter sẽ chia sẻ tiếp với cái video. Cái bạn đó tên là Ngọc Vinh. Trước khi Peter đọc cái câu của Ngọc Vinh thì Peter cũng muốn cảm ơn Ngọc Vinh đã chia sẻ một cái điều Peter cảm thấy cũng rất là hay. Và ngày hôm nay Peter mượn cái video này và mượn những cái lời chia sẻ của Ngọc Vinh này để chia sẻ ngược lại cho những bạn mà chưa có hiểu cái vấn đề. Ngọc Vinh nói là: anh Peter ơi, anh sắm khoảng 3 sợi sên, cứ khoảng 2 hoặc 3 tháng, tùy theo đi nhiều hay ít. Anh Peter thay đổi, xen kẽ, để khi thay sên nó sẽ không bị sặc sên, vì nó đã mòn đều. Nếu mình thay sên mới vào, nó sẽ bị sặc vì chưa mòn đều. Mới đầu Peter đọc cái câu này, Peter không có hiểu rõ lắm. Nhưng mà đọc qua 2-3 lần thì Peter hiểu cái ý của Ngọc Vinh. Thì vấn đề ngày hôm nay Peter muốn chia sẻ các bạn là như vậy. Khi mà mình đạp xe đạp thì cái sên mình sau một vài ngàn km cái sên mình bắt đầu nó giãn ra, tại vì mình đạp nhiều. Thì khi nó giãn ra như vậy nó sẽ cấn vô những cái răng và nó sẽ ăn không có tốt khi mà mình đạp. Sau khi mà Peter đọc cái câu mà Ngọc Vinh chia sẻ này, Peter lên mạng, Peter research. Thì ở trên mạng á, nó nói cái vấn đề này là chain rotation, có nghĩa là xoay tròn những cái sên của mình. Thì sau khi Peter nghiên cứu thì Peter thấy có một số người thì đồng ý là làm cái việc đó là tốt, nhưng mà cũng có một số người nói không cần thiết. Đối với Peter á, thì Peter thấy nó rất là cần thiết. Sau khi Peter đọc cái comment này của Ngọc Vinh, Peter suy nghĩ và Peter lên mạng nghiên cứu, và Peter cảm thấy cái này rất là hay, nên áp dụng. Và hay đến nỗi Peter đã lên trên Amazon, Peter mua thêm 2 bộ sên để Peter làm cái việc này, để thay đổi xen kẽ sên. Hiện bây giờ trên cái xe đạp Conago của Peter đây đã có cái bộ sên mới toanh luôn, mới thay cách đây có 2 ngày à, thì nó còn mới. Và thưa các bạn, là sau khi mà mình thay cái sên mới vô, đạp cảm giác nó khác hẳn. Các bạn phải để ý cái vấn đề này. Đạp sướng lắm, tại vì lúc mà mình đạp với cái sên mới á, cái bàn đạp với lại những cái răng, những cái mắt với lại những cái móc sên á, nó rất là khắc khích, nó rất là chặt. Và như vậy á, cái lực đạp của mình nó ăn lắm, nó cái cảm giác nó rất là chắc chắn, nó không có bị rớt sên, hoặc là cái chân mình nó không có bị hụt. Nếu mà cái sên nó giãn quá, mình đạp nó sẽ bị hụt. Thì vấn đề á, sau khi Peter đạp này và Peter lên nghiên cứu, thì Peter thấy cái sự chia sẻ của Ngọc Vinh này rất là hay. Thì Peter lên Amazon, Peter lập tức mua thêm 2 sợi sên. Thì hiện bây giờ Peter sẽ nhận 2 cái sên đó về. Với cái sên này là Peter sẽ có 3 cái sên để thay đổi. Thì ở trên mạng á, họ cũng recommend là cứ sau một thời gian mình đạp, tùy theo mình đạp nhiều hay ít. Thì đối với lại cái đạp trung bình của Peter, và Peter tính ra là một tuần Peter đạp khoảng chừng 300 miles. 300 miles có nghĩa là khoảng chừng 450 km. Thì với cái mức đạp của Peter như vậy thì Peter nghĩ là một tháng, trong vòng một tháng là Peter đạp khoảng 1.200 miles, là gần 2.000 km. Thì như vậy cứ mỗi tháng là Peter lấy cái dây sên này ra, gắn cái dây sên số 2 vô rồi đạp. Sau một tháng nữa tháo cái dây sên số 2 ra, gắn cái dây sên số 3 vô đạp. Thì Peter sẽ thay đổi cái sên theo vòng như vậy, 1, 2, 3. Cứ cách mỗi tháng Peter thay cái sên. Vì mình thay cái sên ra vô như vậy á, thì cái độ mòn của cái sên của mình với lại cái độ mòn của cái lip, cái dĩa của mình nó đều nhau. Còn nếu mà mình để cho cái bộ đạp của mình nó mòn quá rồi mình thay cái sên mới toanh vô đó, thì mình sẽ bị sặc sên, giống như là Vinh, Ngọc Vinh nói đây, là mình sẽ bị sặc sên. Sặc đây có nghĩa là một cái mới với một cái cũ nó không có được ăn khớp lắm ha. Cái sên nó không, tuy là mình gắn cái sên mới nhưng mà cái bộ đạp của mình nó bị mòn thì nó cũng không có tốt.
thì với cái ba cái sên mà mình thay ra thay vô như vậy á, thì cái bộ đạp mình với lại cái sên nó có cái cơ hội để nó mòn đều hơn. Có nghĩa là mỗi thứ nó mòn một chút, mỗi thứ nó mòn một chút, cho tới cái lúc mà ba cái sợi sên của mình nó mòn đều rồi á, nó mòn mà giãn ra, mình lấy cái thước mình đo đó, cái thước mà đo sên mà cái video mà Peter mới chia sẻ các bạn á, mình lấy cái thước mình đo mà sau khi ba cái sợi sên nó đều mòn á, thì Peter nghĩ là tới lúc đó là mình cái bộ đạp của mình là cũng đã mòn rồi. Thậm chí á, là mình lúc đó mình có thể thay cái clip, cái cassette ở đằng sau. Làm cái kiểu này á, nó rất là tốt cho những người mà chơi những cái xe đạp nó khá mắc tiền. Nếu mà mình có cái xe đạp rẻ tiền á, và mình mua những cái cassette rẻ tiền á, thì cái vấn đề mà thay sên này thì Peter nghĩ nó không cần thiết lắm. Cứ mình đạp sên mòn rồi mình thay thôi, rồi cái cassette nó mòn rồi mình thay thôi, mình không có quan tâm. Nhưng mà vì những cái xe đạp mắc tiền, những cái bộ clip nó mắc tiền, ví dụ như cái xe đạp của Peter dùng cái bộ Campi á, Campact Nolo á, mỗi cái cassette nó rất là mắc. Mỗi cái cassette của Campi á, nó tới $300 lận. Thậm chí nếu mà các bạn chơi những cái dòng mà cao của Shimano á, thì các bạn mua những cái cassette mà tốt của nó cũng phải 200-250. Thì các bạn thà là các bạn thay cái sên có $20-30 à, trong khi các bạn mà đạp mà không để ý á, thì cái cassette nó sẽ mòn, và khi cái cassette mòn các bạn phải thay cái giá tiền mắc hơn. Thì trở lại vấn đề á, là Peter sẽ áp dụng cái cách mà xen kẽ sên này, thay sên ba sợi sên của Peter sẽ thay đổi và sẽ có cái câu trả lời cho các bạn. Tại vì thưa các bạn là Peter chưa có dùng cái kỹ thuật này. Sau khi Peter đọc cái comment của Ngọc Vinh này, Peter lập tức thấy là cũng rất là hay. Một mặt là để chia sẻ các bạn, một mặt là Peter áp dụng vô chính cái xe đạp của Peter luôn. Và có thể sau một năm Peter sẽ trở lại cái video này và Peter sẽ cho cái cảm nghĩ của các bạn là sau một năm Peter dùng cái kỹ thuật này, dùng cái technique mà trao đổi sên như vậy thì cảm thấy như thế nào. Các bạn nên làm cái vấn đề này, nhất là nếu mà các bạn mà có một cái bộ đạp, một cái xe đạp với một cái bộ đạp nó khá mắc tiền, và cái cassette nó mắc tiền, và cái dĩa đằng trước nó mắc tiền, thì các bạn nên thử cái vấn đề này. Tại vì đối với Peter, Peter suy nghĩ thì Peter thấy nó rất là hợp lý để mà mình làm vấn đề này. Tại vì cứ mỗi lần mà mình đạp như vậy á, là nó giãn cái sên, và vì cái sên nó giãn á, nó sẽ hao mòn những cái răng ở trên cái bộ đạp của mình. Và cái răng của bộ đạp của mình đó, nếu mà các bạn để ý á, nếu mà nó cũ quá đó, nó không còn cái hình vuông nữa, mà nó là cái hình nó bắt đầu nó bị mòn rồi, nó bị mài mòn rồi, cuối cùng nó sẽ trở thành cái tam giác nhọn như vậy. Là nếu mà các bạn mua cái xe đạp mà có những cái dĩa, những cái clip, những cái cassette mà nó bị nhọn như vậy rồi á, là các bạn biết là cái đó cũ rồi, cái người đó đạp nhiều quá rồi, nó cũ rồi. Tới giai đoạn phải thay mấy cái đó rồi. Bây giờ cái xe đạp đó nó họ có bán rẻ cho các bạn, là các bạn cũng phải cẩn thận đừng có mua. Tại vì mua như vậy về các bạn phải thay nguyên cái bộ đạp. Tại vì cái bộ đạp mà nó có cái răng mà nó bị nhọn như vậy là không đúng. Cái bộ đạp á, nó phải, cái răng của nó phải hình vuông ha, cái đầu của nó phải cắt gọn, thì cái đó mới là cái răng mới. Một cái tốt nữa là sau khi mà mình thay sên như vậy, cứ mỗi tháng Peter bây giờ tháo cái sên số 1 ra, gắn cái sên số 2 vô, thì cái sên số 1 đó cũng là một cái cơ hội để mình vệ sinh cái sên số 1 đó luôn. Và sau khi vệ sinh cái sên số 1 đó thì bỏ vô hộp, và cái hộp Peter sẽ ghi chú nó là đây là cái sên số 1 để mà trở lại nó sau. Rồi cái sên số 2 là cái sên mới gắn lên á, thì mình lubricate nó thôi, mình cho nhớt hoặc là cho wax nó lên rồi mình đạp. Sau một tháng mình lấy cái sên số 2 ra, mình vệ sinh cái sên số 2 tiện lúc mà mình tháo ra để mình vệ sinh cái xe đạp á, thì cũng là cái lúc mình vệ sinh cái cassette, vệ sinh cái dĩa đằng trước của mình, vệ sinh những cái derailleur trước sau, cũng là một cái điều tốt thôi. Đó cũng là cái hay để mà mình tập cái thói quen để giữ cho cái xe đạp của mình nó tốt đẹp hơn, nó bền hơn. Tại vì thưa các bạn là khi mà mình chơi tới cái mức mà cao á, thì mình sẽ mua những cái xe đạp nó mắc tiền hơn. Và khi mình mua những cái xe đạp mắc tiền hơn thì cái bộ phận của cái xe đạp đó giá trị nó cũng mắc hơn. Và mình nên giữ cho nó tốt thì nó sẽ lâu bền hơn và mình đỡ tốn kém tiền.
khi mà mình đi đi những cái touring, những cái hành trình mà dài hạn á, một tuần vài ngày hay là một tuần gì đó, thì mình nên đem theo hai sên. Thứ nhất là để đề phòng mà sên nó bị đứt hay gì á, sên nó bị hư á, thì mình có cái sên khác để mà mình dùng. Nhưng mà trong những cái ngày mà mình đi xa như vậy, mình sẽ đạp nhiều cây số, mình sẽ đạp mấy trăm mile, thì trong cái giai đoạn như vậy á, mình có hai cái sên thì mình thay qua thay lại. Hay giả tỷ mình đạp được một nửa đường rồi, ở trong cái chuyến hành trình đó mình đạp được một nửa rồi, thì mình tháo cái sên đó ra, mình gắn cái sên thứ hai vô, rồi mình lubricate đó rồi mình đạp, thì như vậy nó sẽ bền hơn. Và cái cảm giác các bạn đạp cái sên mới vẫn hay hơn, vẫn tốt hơn là cái sên nó bị giãn, cái sên nó bị cũ. Và nếu mà các bạn làm như vậy á, thì cái bộ đạp với cái sên của các bạn nó sẽ mòn đều với nhau, và mình thay đổi ba cái bộ sên thì nó đều với... Tại vì cái sên nó sẽ mòn nhanh hơn là cái cassette, và nó sẽ mòn nhanh hơn là cái bộ dĩa đạp. Cái bộ dĩa ở trên xe đạp mình nó bền hơn, nó mắc tiền, nó bền hơn, và cái độ mòn của nó sẽ chậm hơn. Thì bây giờ mình dùng ba cái dây sên cùng một lúc để mà mình đạp, để mà mình thay đổi á, thì nó mòn đều hơn, và cái cassette mình nó có cái cơ hội để nó mòn đều với lại cái dây sên. Peter hy vọng là cái chia sẻ này các bạn hiểu. Và một lần nữa Peter muốn cảm ơn Ngọc Vinh đã chia sẻ một cái điều rất là hay. Thật sự mà nói thì Peter đạp xe đạp 3 năm nay, Peter cũng chưa có đụng tới cái vấn đề này. Đây là cái lần đầu tiên mà có một người gợi ý cho Peter, và Peter thấy cái này rất là hay, và ngày hôm nay ra đạp trời rất là đẹp, tiện thể chia sẻ với lại các bạn luôn. Ngày hôm nay các bạn có thấy cái âm thanh của Peter nó hay hơn không? Hiện giờ Peter ngồi cách xa cái iPhone khoảng chừng nửa mét ha. Và Peter dùng cái bộ DJI microphone nè, không dây nè, để thâu những cái đoạn này. Thì thật sự mà nói, ngoài đây ngày hôm nay nó hơi gió và tiếng xe nó chạy. Peter nói chuyện thì Peter mấy hôm nay nói nhiều khi quay video lúc nào cũng cần phải nói lớn lên, nói mạnh lên để cho nó thâu tới cái máy quay, thâu tới cái iPhone. Nhưng mà ngày hôm nay Peter có cái bộ này, Peter cảm thấy là Peter nói chuyện nó nhẹ hơn chút xíu, đỡ phải gồng lên. Và không biết là cái âm thanh nó như thế nào thì các bạn góp ý của Peter ha. Lúc nào Peter làm video, Peter chia sẻ, các Peter cũng muốn mỗi ngày nó một tiến bộ hơn. Có cái gì sai sót các bạn bỏ qua cho nha, là tại vì cái này chỉ là làm chia sẻ cho các bạn thôi. Nhiều khi nói một cái vấn đề gì đó mà Peter nói tùm lum tá la, rồi nói hồi lạc đề, là tại vì Peter không có soạn bài, cũng nghĩ tới đâu nói tới đó, thì các bạn thông cảm ha. Rồi nếu mà ai có những cái gì hay nữa chia sẻ cho Peter, và Peter nếu mà học được cái gì hay nữa, Peter lại dùng cái kênh YouTube của Peter lại chia sẻ ngược lại cho những bạn khác trong cái môn chơi đạp xe này. Ok, thân mến chào các bạn ha, hẹn các bạn trong cái video sau. Bye bye.